Vụ du học sinh Việt Nam bị sát hại tại Nhật, hung thủ lương lẹo chối tội, phẫn nộ vì kết án 12 năm tù. Trước những tội ác mà hung thủ gây ra đối với du học sinh, dư luận Việt Nam cho rằng bản án 12 năm tù chưa đủ tính răn đe cũng như xoa dịu nỗi đau cho gia đình nạn nhân. Như đã phản ánh trước đó, đầu tháng 8 năm 2021, hàng loạt diễn đàn người Việt tại Nhật chia sẻ chóng mặt vụ tai nạn xảy ra tại cầu Namba Osaka. Được biết, nạn nhân là TTDA người Việt, còn hung thủ là Cruz Cabrera Brian Olmedo, quốc tịch Cộng hòa Dominica. Theo cảnh sát, cả nạn nhân và hung thủ đã ở cùng nhau tại hiện trường. Trước khi vụ việc đau lòng diễn ra, nhóm người này đã uống rượu, bật nhạc lớn và xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, du học sinh người Việt bị đối tượng trên tác động vật lý một cách thậm tệ. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên ngoại quốc còn tìm cách đẩy TTDA xuống dòng sông trong tình trạng không đủ sức phản kháng rồi nhẫn tâm bỏ trốn. Hơn 20 phút sau, tại hiện trường, cảnh sát Osaka tiến hành cứu hộ nạn nhân. Tuy nhiên, người này đã không qua khỏi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là ngạt thở do đuối nước. Trên đầu và cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Olmedo, sau khi lạnh lùng gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường, mặc cho nạn nhân chơi vơi dưới dòng nước. Bằng công tác nghiệp vụ và lời khai của các nhân chứng, vào ngày 3 tháng 8, cảnh sát tìm thấy Olmedo tại một cơ sở lưu trú đơn giản ở Nishinariku, Osaka. Ngoài tội danh giết người, hung thủ còn bị tình nghi vi phạm luật kiểm soát nhập cư và người tị nạn trái phép. Đáp lại cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Olmedo đã từ chối đưa ra phát ngôn và nói rằng tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi nói chuyện với một luật sư. Cảnh sát sẽ nghe Olmedo trả lời chi tiết và điều tra các tình tiết của vụ án. Sáng 8 tháng 3, trao đổi với thanh niên, gia đình anh TDTA cho biết bạn cùng phòng của TDTA đã gọi điện về báo cho gia đình biết sự việc. Người bạn cùng phòng đã được cảnh sát Nhật Bản gọi đến trao đổi về vụ việc trong clip trên mạng và nhận dạng TDTA. Hiện tại, gia đình rất rối bời. Người thân của anh TDTA chia sẻ. Trong khi đó, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh cho biết, sáng nay, gia đình anh TDTA đã lên trình báo về sự việc. Công an phường sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ. Được biết, anh TDTA là người con duy nhất của gia đình và được người thân bạn bè đánh giá là ngoan hiền. Đài ABC của Nhật Bản ngày 6 tháng 6 đưa tin, tòa án Osaka đã tuyên phạt ông Cruz Cabrera Brian Olmedo, 27 tuổi, quốc tịch Dominica, 12 năm tù giam vì đã sát hại du học sinh Việt Nam TDTA, 22 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, hồi tháng 8 năm 2021 ở Nhật Bản. Tại phiên tòa xét xử bắt đầu từ ngày 16 tháng 5, ông Olmedo phủ nhận cáo buộc giết người, nói rằng mình đang phòng vệ chính đáng và nạn nhân là người tấn công trước. Tuy nhiên, trong phán quyết, tòa án Osaka chỉ ra rằng ban đầu bị cáo phòng vệ chính đáng, nhưng sau khi bị cáo đánh trả khiến nạn nhân bất tỉnh, bị cáo tiếp tục tấn công và ném nạn nhân xuống sông. Đây là hành động tàn bạo quá mức cần thiết khi bị cáo biết rằng nạn nhân có nguy cơ tử vong. Do đó, tòa tuyên án bị cáo Olmedo 12 năm tù. Sau khi thông tin hung thủ chỉ bị kết án 12 năm tù, nhiều diễn đàn xã hội tại Việt Nam đã bày tỏ bức xúc, cho rằng hình phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe và xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân. Một số bình luận của netizen: những thứ không nên tin là pháp luật Hàn và Nhật. Luật pháp Nhật quá lỏng lẻo nên bị các luật sư lách luật chứ sao nữa. Thế chỉ ngồi tù chứ không bồi thường gì cho gia đình nạn nhân hay sao vậy ạ? Sang Nhật rồi chơi bời thì cẩn thận, giữ thân giữ mình cố gắng vì gia đình, bớt đua đòi theo bạn, theo bè và bớt tin người đi. Chỉ thương cho gia đình, một mạng người bằng 12 năm ngồi tù thôi ư.